Bữa nay em 18 được 62 ngày nha các bạn. Và tình hình thì nó cũng đã chỗ cái này theo cái tầm mắt của mình thì nó chỗ khoảng được hơn nữa đó các bạn, nó chỗ được hơn nữa đó. Nè mà các bạn thấy bông tạm được. Nói chung cái vụ hè thu này thì đối với cái hình thái màu sắc lúa này thì mình cũng chọn biện pháp là nó cân đối vừa phải nha các bạn. Tại cái vụ hè thu thì cái nước cuối mà khi cái thời gian mà mình sắp thu hoạch đó các bạn thì trời sẽ là tiết trời mưa nhiều. Và một trong những cái giải pháp an toàn thì mình chọn cái giải pháp cái mã lúa vừa phải thôi. Cái dàn lúa vừa thôi, không có dữ quá. Ví dụ chúng ta bón phân nặng tay chút đó thì bông to hơn, lá lú dữ hơn, số hạt trên mét vuông sẽ nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại thì cái giai đoạn thu hoạch thì chúng ta nó sẽ gặp nhiều cái trở ngại rắc rối hơn, và khi mà gặp mưa gió nhiều thì chúng ta sẽ rất là lo lắng hơn nha các bạn. Thì nói chung nhìn chung thì lúa cấy đến giai đoạn này 62 ngày thì nó rất đẹp nha các bạn, rất đẹp. Nói chung là đánh giá của mình là rất đẹp. Và mật độ như vậy thì nó cũng tạm gọi là thích hợp, thì cũng cân đối. Thì trong quá trình làm lúa cấy thì mình cũng học hỏi nhiều cái kinh nghiệm các bạn, và từ những cái hộ nông dân và người ta đã làm trước của mình, và những cái khoa học kỹ thuật. Và đặc biệt thì mình hay tham khảo những cái ý kiến của các cái nhà khoa học cũng như Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long các bạn. Và đối với cái mô hình mà khi mà làm lúa cấy các bạn thì mình hay tham khảo những cái tài liệu nhiều ở Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long hơn. Thì để làm sao để cho ra đời một cái hạt lúa giống mà nó khỏe mạnh, ít bệnh, có nghĩa là nó không để cái nấm bệnh nó lưu tồn từ cái vụ này sang vụ sau. Và cái cách làm khoa học kỹ thuật làm sao cho nó cân đối phù hợp. Thì nói chung là mục tiêu mình cũng muốn làm sao đó để tạo ra một cái hạt giống cho nó, giá cả cho nó thích hợp đối với bà con nông dân, mà nó đạt chất lượng. Thì đó là mục tiêu của mình hướng đến. Và cái cách làm đó thì mục tiêu của mình thì cũng làm sao cho nó hài hòa và thích hợp và có lợi cho cái bản thân mình mà cũng như nhiều bà con nông dân khác. Chỗ điều nè, nói chung là cũng rất đẹp các bạn. Rồi thôi chào anh em và các bạn.